Đây là chiếc đồng hồ Thái công Alexander Graham Hall trị giá 5 triệu đô. Trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Chiếc đồng hồ này đã từng được đeo bởi Pharaoh thứ 18 và vua Tần Thủy Hoàng. Nó được đính 500 viên kim cương và ở giữa là một viên ngọc lục bảo. Nhưng trong phiên livestream sắp tới của Thái công thì chiếc đồng hồ này flash sale chỉ còn 99.000, được tặng kèm một hộp kem đánh răng.